Yeah.
nó có nhiều cá thế hôm nay chắc còn cá ngon à? Nhà lan nhỉ? May còn cá này là con nhỉ? Ừ. Tiếp chuyến thế mày. Hết từ bao giờ? Hả? Nơi sau khi nó bọc sập hết, sập kinh. Xong là tôi bảo tôi làm sao mà bạn hết mà bạn cũng không được phép quay vào đấy. Bạn quay xa, quay từ xa thôi, quay ở đâu quay rồi bạn mình thấy bạn từ đấy thế nào là đang đào bới mình chỉ bán cho bạn cái nên cái đào bới bạn chuối khô rồi. Chuối. Không đi. Chào à? Chào. Chứ không phải cháy khô như cưới tết. Vâng, đúng rồi. Mình không... Bà ơi, bây giờ bà cũng ăn cho cháo. Bà cho tao thơm với quán ăn hạt một buồn của bà. Ông đây nhé. Chuyện nào? Ngon lắm chứ. Ăn mỏng. Ừ, làm mỏng cũng ngon. Vào còn nó trong đi chợ có chỗ giao đưa xong rồi cho luôn cả xe đi bộ ra đi xe sau này mà lạ vậy. Đây thì nhắn cho xin nhanh cho xa nào. Một cây một phát đưa xin nhanh. Ít bày để có lại. Có phải bán mưa à? Chỗ đây bảo. Mẹ ơi, chuối nhá. Mẹ được không? Mẹ. Anh vào đây, chuối mới ngồi nhá. Ngồi đây. Nè. Mày ăn đi. Cậu rất mùi hoa. Anh ngồi vào đây, chuối mới coi đi nè. Tóc bằng. Dạ hồ kia. Dạ đây, đi quá. Ông ngồi đi ra đây. Ông ăn đi. Ông ngồi chọc đạo, ông chỉ được nhút thôi. Ốc xử cả nhút. Sao? Con nào? Đâu? Con đen tắm rồi mà. Con gì? Con bóp thôi. Ừ. Nhập tích. Con gì? Nhập tích. Sao Lâm lại ăn kỳ trời hả? Lâm tí nó bỏ không hết thì sao Lâm lại thái Lâm đổ bớt ra thế này. Cả thân ngoài. Nhiều miếng nhiều đường giòn hơn nhé. Thấy nhiều đường giòn hơn.
Đạt không gọi thằng Đại nhá. Nó ở nhà chắc nhìn thấy. Ở trên TV ạ. Xưa rồi. Hôm nay khỏe trong em à? Hôm nay không có đẩy thằng em xuống. Hôm nay thế bố rồi trời. Chúng này ăn luôn. Cậu kia nhà không cho đâu. Cái gì? Ngáp là bà gì? Bà ngáp là bà mẹ nó. Bằng quả trạng. Ấy. Ăn ăn đi. Ăn cho gì?